Hello, xin chào anh em quay lại với kênh Phong Dụng Cụ Nhật. Rồi, hôm nay em giới thiệu cho mọi người những cái dòng lục giác của Tsunoda Nhật Bản. Nó có lục giác bi nè, lục giác chữ L nè, có lục giác chữ T và có loại đầu bi và có loại đầu thường. Đó. Đây là tất cả những dòng của Tsunoda Nhật Bản hiện tại đang có sẵn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với bên em. Rồi, lục giác. Nói chung về lục giác thì anh em chắc gần như ai cũng biết và hiểu rồi, nhưng mà tùy hãng khác nhau thôi và cái chất lượng và giá thành nó khác nhau thôi. Thì đây mình giới thiệu cho anh em từ những cái size lục giác từ 1.5 cho tới 10 ly, kể cả từ lục giác chữ L hay là lục giác xi nhanh cũng như vậy, tất cả các size. Đấy, thì lục giác thì sử dụng rất là rộng rãi, rất là rộng rãi trong tất cả các công việc, sử dụng những cái đầu lục giác mà ở những cái máy móc hoặc là sửa chữa máy móc thiết bị ô tô xe máy, hoặc là những mấy công trình mấy khuôn đúc, mà tất cả đều là sử dụng được tất cả từ cái size từ 0.5 cho tới 10. Đấy, đây ví dụ như bây giờ trong cái catalog của hãng đây, nó sẽ có hình mô phỏng đây, nó vặn từ tư thế vặn đây. Những cái lục giác mà nó những cái con ốc cung lục giác rất là cứng thì mình sẽ dùng cái tay này rất là có thế. Mình mở ra dùng rất là có lực, rất có lực. Rồi mở ra xong rồi mình sẽ xoay nhanh, thao tác rất là nhanh. Nhanh hơn những cái bình thường. Thì những bình thường thì mình phải vặn từng cái hoặc là cái tay mình phải xoay. Còn đây mình giữ luôn là nó sẽ xoay luôn. Rất là tiện lợi. Mà cái dòng sản phẩm này của thằng Tsunoda thì rất là tốt. Đấy, như đây, như của hãng này. Đây là cái mô phỏng của nó sử dụng khi sử dụng. Đó là cầm tư thế thì cái tay của mình cầm rất là có lực. Thì nó cái bản thân của dòng sản phẩm này là nó có ba ưu thế: một là chịu mài mòn tốt, cái thứ hai độ bền cao, thứ ba là nó lực siết lớn. Đó. Thì nó có hai dòng, một dòng là đầu bi và một dòng đầu thường. Nó đầu thường là sử dụng đối theo phương thẳng đứng, và đầu bi thì nó có thể vặn nghiêng một góc 30 độ. Đó, một góc 30 độ. Và thép của nó là thép hợp kim. Đặc biệt đây, nó thuộc dạng là thép hợp kim tốt nhất, được mạ chrome chống trầy xước. Nó thì lục giác này thì sử dụng rất là nhiều trong sửa xe máy cũng có này, ô tô cũng có này, rồi trong lắp ráp khuôn này kia, nói chung là đủ ứng dụng rất là rộng rãi. Thì kèm theo đó là những cái dòng sản phẩm của Nhật của mình thì ra giá thì rất là cũng khá là cao. Thì anh em nếu mà xài những cái này dòng này thì chất lượng ok rồi, nó không, mình xài thời gian dài không bị hư cái con đầu lục giác. Đó. Ví dụ mình mở những cái con lục giác mà trong xe thì mình mở những cái cây lục giác mà chất lượng độ cứng tốt thì nó sẽ đảm bảo được cái thứ nhất là cái đầu con ốc không bị hư, cái thứ hai nữa cái đầu này nó cũng không bị ảnh hưởng. Đó. Thì độ bền nó cao hơn. Nói trong xe xịn xịn nha, hoặc là đồ máy móc mà tốt xịn mà nhiều khi vặn những cái cây lục giác thường mà nó mềm hoặc là không chất lượng thì nó lại hư cái con lục giác. Mà hư con lục giác là mỗi lần sửa cái lấy cái con lục giác ra cực khổ lắm. Khoan, taro, răng ngược, đủ thứ. Rồi, bây giờ thì mình giới thiệu sơ như vậy. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu giá từng cây cho anh em tham khảo. Anh em nào có cái nhu cầu cái cây nào thì mình sẽ đặt hàng theo cái đó luôn. Thì giá từng cây một. Mình sẽ công giá và công bố hết. Giá mình là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em để lưu ý giúp. Rồi, cây đầu tiên là cây lục giác TL 1.5. 1.5 nghĩa là cái đường kính là 1.5 ly này. Đó, 1.5 ly. Với chiều dài của nó là 175 x 60. Đó. Nghĩa là chiều dài là 175 và bề ngang này là 60 mm. Đó. Đường kính của cái lục giác này là 1.5 mm. Rồi, giá của nó là 245.000. Đó. Rồi, cây thứ hai là cây 2 ly. Đó, lục giác 2 ly. Thì cây mình hay già xài những cái size đây, những cái size thông dụng hết á. Hay rất là hay dùng. Đó. Nhưng mà tùy cái công việc hoặc là mình chọn cái size nào cho phù hợp đó. Đều là thông dụng hết. Đó. TL 2.0 nghĩa là đường kính này, cái này thân cái này là lục giác 2 ly. Giá là 266.000. Với chiều dài, tổng chiều dài của nó là 187.
chiều này dài bề ngang này 70 đó, như là 187, chiều bề ngang là 70 mm. Rồi cây thứ ba là cây 2,5 ly. Cây 2,5 ly thì thường xài cũng xài nhiều, rất là nhiều, 2,5 ly, giá của nó là 307 ngàn. Mà những cái hàng mới, tất cả hàng mới đều là đóng khoen như này, thì mình cũng không dám khui ra đâu, tại vì khui ra mất công là mất cái phía, mất cái này nữa. Tại bản thân những cái dòng lục giác này á, chỉ có mình thằng Tsunoda nó có hàng thôi, nó có cái dòng này thôi, nó có cái dòng này, gần như mình không thấy thằng nào có hãng nào mà có cái dòng giống như vậy hết. Tại bản thân này nó thiết kế cái này cũng khá là đắt đắt tiền và kỳ công, cho nên cũng ít khi ít hãng nó ra, cho nên hàng Trung Quốc thì nó cũng không thấy đâu. Hàng Nhật cũng khó thấy nữa đấy, hàng Trung Quốc. Rồi 307 ngàn, tổng chiều dài của cây này là 2,5 ly, là 210, bề này là 201, đây là 80, 201 mm, bề là 80 mm. Đó thì anh em đọc cho nó kỹ cái thông số, cho anh em cần cái nhiều khi cái vị trí hoặc là cái không gian nào anh em hay dùng thì nó mình ước lượng được. Rồi đối với cây 1.5, 2 và 2.5 thì nó chỉ có một loại là đầu thường thôi. Đó, đầu thường là đầu suông như thế này. Thì nói chung anh em thợ nói đầu loại thường hay là đầu bi là biết rồi. Nó chỉ hai size thôi. Một bi một thường thôi. Đó, từ 1.5 tới 2,5 ly. Ba cây này là nó đầu thường. Còn bắt đầu qua cây 3 trở đi, 3 ly trở đi là nó sẽ chia làm hai đầu. Có nó có hai dòng, dòng bi và dòng thường. Đối với dòng thường thì mã của nó là TL3.0. Giá của nó là 365 ngàn. 365 này. Chiều dài của cây 3 ly là 206, bề này 206 và bề này là 90. Rồi 3 ly đầu bi, đây đầu bi, đây, đầu bi đây. Đó. Thì nó là 369 ngàn. Cái này là 365, còn cái này là 369 ngàn. Trên thịt thông bao nhiêu tiền? Đầu bi thì nó sẽ là TL3.0B. Thì kích thước hai thằng giống nhau, thường của bi giống nhau. Rồi đến cây 4 ly, đây TL4.0. Đó. Đầu thường 424 ngàn. Đó, đầu thường 4 ly, tổng chiều dài của nó là 227, bề này là 227, bề ngang này là 105. 105. Giá của nó là 424 ngàn. Lục giác thường sẽ nhanh. Rồi cây đầu bi, đối với cây đầu bi là nó có chữ B sau, TL4.0B là 430 ngàn. Đó, đầu bi thì anh em nào thấy xài hay đầu cái loại nào thì hay xài loại nào thì có thể là mua ủng hộ. Rồi cái cây 5 ly, 5 ly cũng 5 ly TL5.0, giá là 465 ngàn. Đó, đầu thường. Chiều dài của cái cây này, chiều dài của cây 5 ly là 248, còn bên này là 125. Đó, 248 và 125. Rồi đầu bi cũng kích thước, về kích thước giống nhau mà khác nhau là đầu bi, mà mã của nó là có chữ B sau, giá là 473 ngàn. Rồi là cây lục giác 6 ly. Đó, 6 ly là 521 ngàn. Đầu thường 6 ly. Chiều dài của cây 6 ly, bề dài của nó là 269 và bề ngang của nó là 150. Đó, kích thước của nó là 269 và 150. Rồi cây lục gia, cây 6 ly bi cũng vậy, kích thước giống nhau, giá là 530 ngàn. Thằng thường thường cái đầu bi nó sẽ mắc hơn, tại bản thân thêm một cái công đoạn để sử dụng để sản xuất nữa, cho nên tất cả anh đều mắc hơn. Mọi cái vấn đề, mọi cái sản phẩm, hai xào dòng sản phẩm tương đương mà có một công đoạn, có nhiều công đoạn hơn là sản phẩm nó sẽ bắt đắt tiền hơn, anh em cứ lưu ý. Rồi cây 8 ly. Đấy, 8 ly thường TL8.0, đầu thường giá 605 ngàn. Đấy. Thiết kế rất là hay,
nó làm rất là chắc, cho nên khi mình nó siết dùng lực siết mấy chỗ này nó không ảnh hưởng gì đâu nghe. Nó làm độ bền rất là tốt cho nên mới mới siết được cái chịu lực được. Chứ không phải là nếu mà không tốt là mình vặn là nó ảnh hưởng bên trong liền. Đây xài thì Thiên Thu thoải mái 8 ly giá 605 ngàn nó thường. Đây quên nữa, cái kích thước của cây này với chiều dài của cây 8 ly là 291, bề này là 291 và bề ngang này là 175. Đó, 175, bề ngang là 175. Nhìn rất là chất lượng, rất là lớn ha. Giá cũng ra khá là cao. Rồi, cây lụi bi 8 ly đầu bi có chữ B sau. Đó. Giá 609 ngàn. Đây giá 609 nè. Đây đầu bi. Chất liệu nhìn chất liệu rất là đã. Kích thước giống nhau, cây 8 ly kích thước giống nhau. Bi với thường kích thước giống nhau. Rồi. Cây cuối cùng của chữ T là cây 10 ly. 10 ly này dặn hai tay thoải mái rồi. Vặn thôi. Đó. 707 ngàn. Đầu thường. Chiều dài của nó, tổng chiều dài của cây 10 ly là 313. Và chiều ngang của nó là 200 mm. Đây thì là 3 tấc 13, còn đây là 2 tấc. Đúng rồi. Và giá của cái này là 707 ngàn. Rất là cứng nè, cứng cáp. Rồi cây cuối cùng của là cây 10 ly đầu bi. Đó, đầu bi, anh em coi đầu bi đi. Đầu bi của nó. Giá của nó là 713 ngàn. Đó. TL 10.0B, anh em đặt hàng ví dụ anh em cho muốn mua cây nào thì mình có thể là đọc luôn cái mã này. Ví dụ như anh lấy cây 10 ly là đầu bi thì TL gạch 10.0B là biết giá là 713 ngàn. Đó. Cây này rất là to nghe. Chiều dài của nó là 213, thì bề ngang của nó là 200. Thì mỗi cái size thì nó cái kích thước là để tương đương với cái lực siết của cái con lục giác, cho nên nó size nhiều cái size nó không giống nhau đâu. Nó là dài ngắn tùy theo cái tay đòn để mình vặn. Rồi tiếp theo là cái mấy bộ lục giác chữ L cũng có hai dòng, dòng thường và dòng bi, và có loại ngắn loại dài. Đây giới thiệu trước cái bộ ngắn của hàng đầu bi đi. Đấy. Đầu bi. Mã của nó là BS gạch A. Giá của nó là 1.265.000 ngàn. Đó. Ngắn. Nó có ghi hết đầy đủ thông tin của nó này. Những cái size nào xài như thế nào. Những cái size lục giác này xài cho những cái loại bu lông bao nhiêu tới bao nhiêu. Đó. Đây là kích thước của cây lục giác. Đó. Nên loại lục giác này thì nó từ bao nhiêu tới nhiêu, cây đó, từ nhiêu tới nhiêu á. 1.3 thì có 1.5. Rất là ngắn. Thì chất thép của nó là giống nhau. Nó đều là cái chất thép loại thép tốt hết. Nhưng mà cái đầu bi thôi. Không giới thiệu nữa, không giới thiệu nhiều nữa. Tại cái này nó cũng quá thông dụng rồi. Giờ mình chỉ nói sơ qua về giá thôi. Nó giá của bộ này là 1.265.000 ngàn. Rồi đối với bộ đầu bi dài, đó cây dài hơn. Đó, dài tùy cây mà nó dài. Đó, mã nó dài. 1.5 thì 1480. Dài nhất 40-255. Giá của bộ dài là 1.499.000 ngàn. Rồi. Còn đầu thường. Với những cái bộ đầu thường thì cái size giống nhau, chỉ khác nhau đầu bi với đầu thường thôi, là 776 ngàn thường ngắn. Còn bộ dài là 1.040.000, loại từ lục giác thường dài 1.040.000. Rồi anh em cần có model nào thì có gì liên hệ với bên mình, đặt hàng nhắn tin qua số điện thoại, mình thông tin mình sẽ để trên video. Có website tham khảo, anh em có thể tham gia tham khảo trên website có rất là nhiều sản phẩm khác ngoài
lục giác của hãng Tsunoda. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Hẹn anh em video sau.